Sáng ngày 8 tháng 6, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện do đồng chí Nguyễn Khắc Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã dự hội nghị tiếp xúc cử tri xã Xuân Phú trước kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân huyện. Tại hội nghị, cử tri xã Xuân Phú đã có ý kiến kiến nghị, phản ánh về các nội dung như quan tâm hỗ trợ, nâng cấp đường nội xóm nhằm đảm bảo tiêu chí xây dựng nông thôn mới, sửa chữa kênh mương nội đồng xuống cấp, không đảm bảo cung cấp nước tưới tiêu, tình trạng mất điện gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Sau khi sáp nhập, các xóm dôi dư đất nhà văn hóa, đề nghị được thanh lý nhà văn hóa xóm. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đề nghị các cử tri cần làm rõ cụ thể các nội dung kiến nghị gửi tới các cấp các ngành, qua đó làm cơ sở để xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo Ủy ban dân xã Xuân Phú đã tiếp thu và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Các ý kiến vượt thẩm quyền sẽ được đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tiếp thu, tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.